kính thưa trưởng lão, tôi xin hỏi câu hỏi này. Giữa cái chi kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác, cái nào là dễ thành công? Cái chi kiến định vô lậu, cái đó là nó cái thành công của nó dễ hơn là cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác nó ức chế thì nó phá cái suy của mình thôi. Nói thì mà chính cái ly tham sân của cái định mà vô lậu á, nó có cái phần giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác rất cao. Ý của cô là cô hỏi giữa hai cái này, cái tri kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác, là cái nào mà thực tập nó dễ thành công hơn? Cái tri kiến giải thoát nó dễ thành công hơn cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác lơ mơ là ngọt vô trong tưởng, thì nó khó lắm. Mà cái người hướng dẫn nó cũng cực khổ về cái phần này nè, nó hay dễ sai và nhiều khi nó không thành công được. Cái chánh niệm tỉnh giác nó có, bởi vì nó ở cái phần đó mình sai một chút là mình bị ức chế tâm rồi. Còn cái triển khai cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát đó, nó dễ lắm. Dù bây giờ người nào mà học nó có dở đi nữa, người ta cũng triển khai được một phần nhỏ nào trong đó, chứ chưa phải người ta bị đứt lối, nó có lợi ích cho họ, làm cho cái sự hiểu biết của họ như thật mà. Dù cái người định đặt cách, cái người đó có cái đặc tướng người ta thông minh, người ta có cái duyên của cái pháp định vô lậu, người ta hiểu biết, người ta sâu rộng, một cách người ta triển khai dễ dàng. Còn cái người mà u tối, cái người mà không có thông minh á, họ chỉ hiểu rất ít, do đó triển khai họ nhưng mà họ vẫn có hiểu. Là con người thì người nào cũng có cái tri kiến, nhưng mà cái tri kiến đó nó hạn hẹp ở trong cái sự hiểu biết của họ, họ không có rộng rãi ra, họ không có sâu sắc hơn. Do đó cái người mà tri kiến như vậy họ vẫn có sự giải thoát, chứ không phải không có gì, mà nó không có lời sao được. Vì vốn con người phải có cái tri kiến, mà cái tri kiến nó được thêm một cái phần hiểu biết thì nó lợi cho người đó. Nói ví dụ như bây giờ mọi người về đây, dù là cái người có thông minh, có viết bài rất hay, có quán xét cái về cái định vô lậu rất là tuyệt vời, thì cái người mà vẫn ngồi đây nghe thầy, họ rất là viết cái bài rất ngắn, rất gọn của họ theo cái sự hiểu biết của họ thôi. Nhưng mà họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu, chứ còn họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu. Họ hiểu biết thì cái duyên họ gặp được cái giáo pháp, họ mới có cái tâm tha thiết, họ mới bỏ, họ mới về đây tu, tức là nhờ cái tri kiến. Chứ cỡ không có tri kiến họ không biết, thì giờ có sách thầy đưa tới họ cũng chẳng thèm biết gì nữa, thì họ làm sao mà về đây tu. Cái tri kiến nó quan trọng nữa. Cho nên cái nền đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì cái tri kiến quan trọng rất lớn. Và chúng ta thấy tám cái lớp học của Đức Phật đó, cái chánh kiến rất là quan trọng, quan trọng hơn là cái chánh tư duy. Còn cái chánh kiến là tức là nhìn vào mọi sự thật, thấy như thật, biết như thật, nó gọi là chánh kiến. Cho nên làm sao triển khai cho người ta nhìn các pháp như thật, đó là chánh kiến. Rồi mới nếu mà nhờ cái chánh, nhờ muốn có được cái chánh kiến thì phải có chánh tư duy, bắt buộc người ta phải có sự suy tư triển khai cái hiểu biết đó ra thì nó mới có được cái chánh kiến. Con thấy không? Cho nên làm bài làm này mà các con không có sự suy tư thì các con làm sao làm? Cho nên nó phải có tư duy. Nó cho nên cái chánh kiến với chánh tư duy nó gắn liền với nhau, nó gắn liền với nhau. Nó không đi thể xa là được. Còn cái chánh ngữ đó, nó tới cái giai đoạn chánh ngữ là có thể cách biệt được rồi đó. Nó cách biệt một cái lớp khác. Buộc lòng khi mà chánh kiến chánh tư duy rồi, người ta mới hướng dẫn mình cách thức để dùng cái ngôn ngữ nói những cái ái ngữ, chứ không được nói những cái ác ngữ. Đó là từng lần được mình đi đến. Rồi cái chánh nghiệp là cái hành động của chúng ta hàng ngày đối xử, làm công ăn việc làm này kia, nó thuộc về chánh nghiệp. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc đến, cũng như bây giờ trong cái bài mà nhân quả chúng ta nói về cái thân hành đó là cái chánh nghiệp đó. Cho nên cái bài nhân quả của từ chánh kiến mà nó đi đến cái chỗ mà chánh nghiệp của cái lớp chánh nghiệp. Nhưng mà nó bây giờ chúng ta chưa học lớp chánh nghiệp, nhưng mà vì chúng ta học lớp chánh kiến, một lần chúng ta phải hiểu nhân quả. Mà chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chánh tư duy chúng ta cũng phải chánh tư duy nhân quả. Chúng ta từ chánh ngữ thì chúng ta cũng nói ở trong cái nhân quả thiện ác của nó, chúng ta đâu có dừng hoài đó. Rồi chánh mạng, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng đều là nằm ở trong nhân quả. Cho nên tất cả các lớp này chúng ta triển khai thì cái căn bản chúng ta ở trong cái chánh kiến, để rồi triển khai tất cả các lớp khác thì chúng ta sẽ dễ dàng học tập tiến bộ rất nhanh. Trong một cái trường hợp con xin hỏi thêm là riêng bản thân con á, mà hầu như con thấy là tất cả mọi người ở trong lớp học này cũng đặt nặng về cái vấn đề mà cái niềm tin giác, là cái niềm tin và an trú,
cái phần đông là mọi người cũng biết cái chú ý trên cái vấn đề viết bài cái thời cái tiên tiến. Nhưng mà con lấy là con lấy hai cái trường hợp của quá khứ và cái hiện tại, tức là Đức Phật với chư Bảo, tức là bắt đầu vô tu tập cũng đi từ cái ý định cái niệm giác thôi rồi. Sau khi đó một thời gian mình nhất tâm đang trú trụ đầu, lúc đó mình muốn mở cái tri kiến ra, con thấy là hầu như là cái vấn đề này là chính á, không phải chính, con đã hiểu sai. Cho nên Đức Phật đã hiểu biết rất rõ ràng dạy chúng ta đi vào cái chỗ chánh kiến, không thấy đâu có dạy chúng ta vào chánh định, mà chánh định lại đặt ở sau cái bát chánh đạo, nó là sao con thấy. Cho nên Đức Phật thấy cái lỗi của mình, thầy 9 năm mà phải chưa có người hướng dẫn đúng chánh kiến thì thầy đâu có khổ 9 năm, mà Đức Phật phải có vị thầy dạy đúng thì Đức Phật đâu phải 6 năm khổ hạnh. Con hiểu điều đó, cho nên Đức Phật đưa ra cái chương lý, cái đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo, cái chánh định nhé, ra sao buộc lòng chúng ta triển khai cái tri kiến trước đi, tức là chánh kiến. Mình thấy cái lớp học của Đức Phật nó rõ ràng, mà lúc nào trước lúc nào sau rõ ràng, cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng, chứ phải chi Đức Phật nó chánh định để rồi từ trong định mới khai triển thì nó phải nằm trước chứ, con hiểu không? Như vậy là con hiểu sai. Con nói Đức Phật đã khổ 6 năm khổ, thay vì người ta chỉ tu học nó có một thời gian ngắn mà thay vì phải 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết, thầy 9 năm khổ sở, con cứ biết ăn từ cầm rau mà để sống cho con biết nó hành hạ cơ thể thầy cách bệnh nào biết không? Các con đâu có hiểu được cái nỗi khổ mà khi mà ăn uống như vậy nó sẽ diệt cái cơ thể, nó làm cơ thể thầy như thế nào mấy con biết không? Mấy con đâu có biết cái khổ hạnh của người tu như vậy. Và Đức Phật các con thấy đứng không nổi khi mà khổ hạnh, cho nên khi mà ngài tu chứng rồi, ngài thấy được cái chân lý rồi, ngài biết cái này là sai hoàn toàn, cho nên ngài đập sạch các cái pháp và la môn xuống hết. Các con cứ đặt trong kinh nguyên thủy, ngài đập sạch này, không chừa cái nào nữa. Cho nên tại sao mà thầy đặt giáo pháp của bà la môn, giáo pháp của đại thừa, chỗ nào thầy cũng đặt nó được hết, bởi vì thầy thấy thầy khổ là mọi người đang tu hành nó khổ, chẳng đạt được gì, mà không đạt thì tội cho người ta quá. Mình được rồi mình thương xót người ta vô cùng. Tin Đức Phật cũng vậy, 6 năm khổ hạnh nói lên những cái bài pháp mà Đức Phật đặt và là môn sạch, mà là môn đúng thì mà nó không sai, nó rõ ràng. Còn thầy ở đây đại thừa đúng mà thầy đại thừa sai, đặt những cái sai đặt xuống để làm gì, để giúp cho người sau chứ làm gì, mục đích là như vậy chứ đâu phải là cái người tu rồi người ta cần người ta phải đặt như vậy đâu, là vì người ta thương những người sau cũng khổ sở hơn như mình thương sáu mình. Cho nên cái hiểu mấy con nghĩ sai, cho nên người ta cứ nói là thầy phải tu 9 năm ở trong thiền Đông Độ nó mới có sự tỉnh thức, nó có thể tu gì được. Không phải là thầy hướng dẫn, hồi nào mấy con cứ đi vào trong chánh niệm tỉnh thức gì, mấy con đạt được những gì vậy nè. Bây giờ mà ngồi đây mà quán như vậy, mấy con thấy nó có quán được không? Mấy con hiểu vậy đó, có quán được không? Hay là thầy phải gợi ý để cho mấy con quán? Hồi nào bây giờ mấy con tu, bây giờ nó thiện đảo, thử cái bài của thiện đảo coi viết đúng không? Mà nó tỉnh thức như vậy đó, cả đêm nó không ngủ, thầy chân thành cả đêm không ngủ đó, tỉnh thức hoàn toàn đó, nghĩa là như vậy mà viết ra bài như vậy thì các con nghĩ sao, có triển khai đúng không, hay hoặc là bây giờ phải thầy cũng nhận thầy ngồi gặp là thầy như khi nhỏ giờ cái đồng tư tưởng của con muốn đọc kinh của thầy á, con khuyên là ngày nào con cũng đọc bài có lên được không? À được chứ sao, không có gì hết, bởi vì nó triển khai được cái sự hiểu biết của con dựa vào đó để rồi mình triển khai cái tri kiến của mình qua cái sự triển khai của mình nữa, của tri kiến thì nó lợi ích. Cũng như thầy muốn, thầy thấy mấy con làm cái bài đường đi nhân quả, thì thấy kinh nghiệm cái bài đầu mấy con cũng nói nó cũng na ná, nhưng mà sự thật là Đức Phật đã cấu kết cái đường đi nhân quả là hành thập thiện rồi, cho nên thầy nhắc thập thiện thì mấy con biết được cái đường đi của nhân quả, phải không? Nếu mà con đọc sách thầy thì con mới biết được để mà dựa vào đó mà con triển khai cái tri kiến con cho đúng, chứ con khéo con triển khai thật đó, cho nên đọc là rất tốt. Chứ con muốn đọc nhưng mà cố như đọc đi học lại, nhưng con muốn học thuộc cái cuốn đó luôn đó, kiểu như là biết được không? À không cần phải thuộc lòng, mà cần phải hiểu được cái ý của thầy muốn nói gì là quan trọng, chứ học thuộc lòng là không, cũng như là con dẹt mà nó học nói thì không hay, chỉ cần hiểu được cái ý của thầy muốn nói cái chỗ đó thôi, thì đó là để cho mình dựa vào đó khi mình triển khai cái tư kiến của mình trong cái phần đó cho nó được, ha, nó là được. Tôi xin hỏi thêm thì nữa, tức là bây giờ có hai người, một người là hai người bắt đầu đang tu tập, cũng chưa có biết gì hết trơn, người bắt đầu đang đi vô tu tập, rồi người đi vô cái chánh niệm chánh giác, rồi bắt đầu đi vô cái tư kiến, thì hai người này trong vòng 7 năm đó là hai người này sẽ thành công trước,
À, cái người mà chánh niệm tỉnh, cái người mà tu định vô lậu là người đó tu đạt thức. Còn cái người mà chánh niệm tỉnh giác là cái người đó sẽ rớt vào định tưởng. Người đó không thành công, không thành công vậy. Bởi vì giới hành động mà chánh niệm định vô lậu tri kiến giải thoát là cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên cái người này sẽ thành công. Giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định. Cái điều của Phật, Đức Phật đã nói trong bài kinh Sunana rất rõ ràng, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Đầu tiên chúng ta phải vào cái ngõ, không thể đi cái ngõ khác được. Cho nên triển khai cái tri kiến là điều. Và cái đạo lớp học đầu tiên mà thầy dạy bát chánh đạo là tri kiến đầu tiên. Thầy không dạy thiền định, nhưng vì mấy con đã tu tập chánh niệm tỉnh thức thì bắt buộc mấy con phải trở về căn bản nhất và không để lọt một người nào lọt trong hiện tượng đó. Là cách thức của thầy để đưa mấy con đi vào cái vấn đề giải thoát. Như vậy là bây giờ bắt đầu tất cả phải đi lại tập là thế nào, một phút ở lên hết trơn nói vậy đó con, tức là phải đi lại bằng đạo bắt đầu đó. Nhưng mà nâng cái trình độ của các con nhiếp tâm được 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút đều là thầy giữ, không để cho mấy con mất nhiều giờ chánh niệm tỉnh thức. Để nâng cái chỗ tỉnh thức mấy con lên cái mức độ nào để cho mấy con an trú nhiếp tâm cho được, để đẩy lui được bệnh. Chứ thân mấy con ngồi để tu mấy con quán một thời gian sau nó có bệnh đau mấy con lấy gì mấy con đỡ. Buộc là mấy con phải nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh, để cho đem lại. Bệnh là một điều khó, mấy con có nghe bữa đó thầy nói không? Bệnh là một điều khó tu, trong năm điều khó tu. Mà nếu không có bệnh là khó tu. Vì vậy mà chúng ta có phương pháp để chúng ta đẩy lui bệnh, để chúng ta dễ tu. Nói thêm mấy con với thầy dạy căn bản lắm, đừng sợ con thầy dạy. Căn bản từ đầu. Từ đầu đó. Phải tránh kiến cho thầy. Do tiếng kiến, nhưng mà thầy đi vào nó tiếng kiến chứ thầy đâu có chính định được. Rồi con hỏi. Thầy con xin hợp. Thầy lấy về các kinh giới em nói nhiều về các đẹp. Như vậy là nhiếp tâm, an trú tâm. Bây giờ ta xin hỏi, người muốn nhiếp tâm được lâu thì dài, thì trong 37 phẩm cho đại nó, thì chúng ta phải tìm vào trong các loại đến người ta sẽ lấy. Thì cái nào là sự biết, và cái nào là quý hiếp. Thì đấy là con. À, các con nghe Đức Phật dạy chúng ta tu định ấy, gọi là định tư cũ. Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, chứ có dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngồi nhiếp tâm trong hơi thở đâu. Có không, mấy con nghe cái đơn bài đầu tiên mà Đức Phật dạy mình tứ chính cần đó, ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện. Nó là các con thấy rõ ràng phải không? Thì như vậy rõ ràng hiện giờ chúng ta dùng cái gì ngăn ác này, có phải tri kiến chúng ta không? Mà dùng cái gì mà để đi dục lý ác pháp này, có phải là tri kiến chúng ta? Nó mấy con thấy rõ ràng, cho nên vì vậy mà cái lớp chứng kiến Đức Phật khi mà tu theo ngoại đạo, tu theo Bà La Môn, thấy Bà La Môn dạy sai, đi vô ức chế tâm rồi, cho đến gần chết. Các con nghe cái chỗ mà cái bàn mà sư tử, đại sư tử hóng không? Đức Phật mà dùng cái nhiếp tâm hơi thở, như ai mà lấy cái sợi dây nịt mà xiết cái đầu mà nó đau nó hết rồi. Đức Phật là người gan lắm đấy con, chịu đựng được những cái cơn mà. Còn mấy con hơi nhức đầu là mấy con đã nói thầy rồi, thì bác xả ngay liền, có đúng không? Mà Đức Phật như ai lấy cái gì nịt mà xiết cái đầu Đức Phật nhất như vậy, còn thấy ghê quá. Mà Đức Phật chịu đựng để mà, nhưng mà Đức Phật gan, nhưng mà điều kiện mình nếu thần kinh Đức Phật yếu chút là ông cũng điên luôn ấy. Thầy nói thiệt, nhất tâm cỡ mà ông Phật thì nó điên, trong cái thằng biến thở, biến thở. Mà cái ăn uống mà khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá ít, cái cơ thể kiệt quệ đứng dậy nằm liệt. Đức Phật tu đến cái mức độ đó thầy. Trên đời này thầy nói, thầy cũng có cái sự khổ hạnh, nhưng mà thánh Phật thầy bằng 1/10 Đức Phật. Phật khổ hạnh mà cuối cùng đưa ra cái đường mà tu tập cho chúng ta, thì chúng ta thấy 8 cái lớp học chánh kiến đầu tiên thật sự không có chánh định, không có nhiếp tâm, không ức chế tâm chút nào, triển khai cái sự đi biết chánh kiến, chánh tư duy, cho đến chánh niệm hoàn toàn, để mà đi đến chánh niệm được chánh niệm tứ niệm xứ. Thật là tuyệt vời thầy, đúng là không có một phút nào mà nhiếp tâm mà chỉ triển khai cái gì. Bởi vì thầy nói đây là cái chương trình giáo dục đàng hoàng chứ đâu, còn cái chánh định đâu có còn khó khăn. Tứ thần túc chúng ta làm gì, khi mà tứ niệm xứ nó viên mãn rồi thì nó có tứ thần túc, ví dụ như thế.
mà có tứ thần túc thì định thần túc mới dùng cái đó mới nhập định, chứ đâu phải là vô nhập định nào. Con đường đi của đạo Phật nó nhập cho chúng ta thấy rõ con đường đi rồi, cho nên từ đó mà thầy triển khai thành một cái chương trình giáo dục đào tạo. Và hôm nay là cái lớp đầu tiên để đào tạo chúng ta, đào tạo những bậc A-la-hán. Phải nói rằng bậc A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Mà nếu mà chúng ta học tập kỹ lưỡng hẳn ngoài thì cái lớp này nó sẽ có những bậc A-la-hán rồi, thật sự ra đời, chứ không còn có gì nữa. Mà miễn là chúng ta phải học, chứ không phải là tu cầu mai, ở đâu cũng mở lớp tu thiền định, rốt cuộc là thiền định gì chẳng thấy hết. Làm chủ cũng chẳng thấy, đau bệnh thì đi nằm nhà thương, rồi ăn uống này kia đó, thôi đủ thứ hết, còn cái thứ gì hết. Phạm giới phá giới, khéo lý luận che đậy sự thật của chúng ta, dối trá chính bản thân của mình. Cho nên ở đây cái lớp này là cái lớp tri kiến. Mà tri kiến có các con hiểu là giới luật ăn uống không phi thờ, nhất định cái tri kiến này phải hiểu. Phải không, các con đâu phải nhập định để cho mình định ăn uống đâu, mà hiểu nó nhất định là giờ này phải dậy. Mà giờ này không phải là giờ ngủ thì không được ngủ, không được phi thần. Còn giờ ngủ bởi vì cái tri kiến này nó hiểu, thì triển khai cái tri kiến để mà cái tri kiến nó làm chủ. Và cái ý thức lực của chúng ta nó có cái lực của nó để mà chúng ta tạm ý. Nó thấy nó rõ ràng mà có phương pháp nào mà làm trước. Triển khai đúng mức, đúng bài bản của Phật rồi. Không còn nhiều trước đi. Cứ lại lại cho là sơ để tôi thẳng với tâm của mình. Bây giờ phải triển khai đúng mức. Rồi bây giờ là hết giờ rồi, đúng không?